không? Tôi có thể hiểu không? Anh Thắng, tôi có thể hiểu không? Dạ, cái này cái chuyện này là buồn vui đời lính của tụi tôi với thằng Tư này kia. Còn khi mà tụi tôi vô lính đó, chị biết không? Vô lính đó, vô quân trường đó, là lính khi mà vô quân trường đó, là tắm không đứa nào mặc đồ hết. Đừng có nói ở trong nghe không, nó không mặc đồ. Cái hai cái nó khác nhau, nó không mặc đồ hết. Thì tụi nó lén nhau, nó lấy máy chụp hình, thằng này chụp kia chụp nọ tùm lum ra hết trời. Cái thằng hấp dẫn á hả, nghe hấp dẫn phải không? Vậy thôi, nghe tới đó thôi, để cho nó hấp dẫn nữa. Không, em không có hiểu. Không có mặc đồ với ở trường nó khác nhau. Khác chứ sao, cái tiếng không mặc đồ với ca hát đâu không, không đó. Còn ở trường là ở trường trường ở trong sao không? Xong cái có thằng lính đó, nó có bà nội mà, bà nó đi lính bà nội cho thương nhớ nó lắm. Bà mới viết thơ về cho nó, viết thơ lên quân trường cho nó. Còn à, còn khi đi lính đó, em khi mà có cái chụp được hình đó, con nhớ gửi gì cho bà nội. Bà nội nhớ con lắm, cái thằng nhỏ nhận được thơ, hình đâu gửi, không nghe, gửi hình để cho bà nội. Mấy cái kéo cái bằng nửa trần ở dưới đó. Thì tới dưới gửi bằng nửa trên thôi đó. Rồi mấy thằng bạn lại chọc ghẹo lo nói chuyện cái quên lấy bằng nửa dưới gửi cho bà nội đó. Bà nội lớn tuổi rồi, mắt mờ, nhận được thơ bắn ra nhìn mờ. Cái thằng nó mới đi lên mấy tháng mà để đâu giống hết ông rồi đó. Sao? Hả? Sao? Nói là mày hiểu mà mình còn trẻ đó, có cô đào đó mình mới tặng cái tấm hình. Biết làm sao cái tấm hình đó mình nói là thương nhau. Thương nhau mới tặng anh mày. Điều nói thì nói cho rành. Những cái đứa đẹp trai như mày mới tặng. Ủa vậy? Tao tặng nó mới không trẻ. Thương nhau xong tặng gì? Quá trời. Quả giải xin phép sẽ bỏ mà đau lòng này. Ê ê nói vậy đi lại nhà rồi. Mấy cái vậy hả? Nghe giống như là nghe giống như là tìm nước vui nước lớn em ơi đó, buôn bán không lời, đều trong mọi nơi. Chỉ có để anh.